Rồi, xin chào các bác nhé, chào các bạn nhé. Hôm nay tôi xin quay hình ảnh nhiều ít một số con bồ củi trước khi chúng tôi rang lên để gửi cho khách đấy các bác ơi. Thì trong này điện nó hơi tối tí, để các bác đợi một chút tôi xem là sao. Đây thưa các bác, ánh sáng giờ tốt hơn rồi các bác nhé, các bác nhìn rõ hơn chưa? Đấy, con bồ củi sống nhá. Bác thấy có một số con nó đang chuyển động, đang rẫy này. Đấy. Đấy. Nha, tôi còn lại máy cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn rõ. Đấy. Rồi, đây nữa này các bạn nha. Sẽ hơi rung một tí. Rồi. Đấy, tất cả các bác đặt hàng của chúng tôi thì con bồ củi này chúng tôi nhập về còn sống nguyên các bác nhé. Chúng tôi sẽ rang lên và gửi cho các bác nhé. Rồi, hôm nay thì có một số bác đặt tôi hàng thì tầm tháng 2 rồi tháng 3 2018 thì tôi sẽ rang để trả hàng cho các bác nhé. Rồi. Các bác có nhu cầu đặt hàng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hiện trên màn hình nhé. Rồi, đây nhá. Thì con bồ củi này thì các bác muốn tự sơ chế thì các bác sẽ nhặt nó ra, loại bỏ hết các cái tạp chất đi. Thì tôi đang cho ít mía này để sống được bồ củi. Thì các bác sẽ bỏ hết toàn bộ cái mía đi nhé. Rồi xong đó các bác rửa sạch đi để dắp nước thì các bác có thể rang lên. Hoặc là các bác phải cho vào ngâm rượu trực tiếp nhé. Rồi. Đó, chỉ đơn giản như thế thôi. À, tôi bây giờ sẽ tiến hành lọc rồi rửa con bồ củi nhé. À, đây thưa các bác là con bồ củi tôi đã lọc sạch sẽ rồi nhé. Và tôi rửa sạch rồi đấy các bạn, đang sống đấy, à đang sống đấy à. Còn cái tạp chất nào các bạn nhìn thấy thì sẽ loại hết ra à. À, đây là những mẻ bồ củi tôi rửa tôi rang thành từng mẻ một các bác nhé. Đấy. Mẻ này nó khoảng độ 500 con. Tôi cứ rang một mẻ này xong rồi tôi sẽ gửi dần cho các bác. Bồ củi đã rửa xong rồi các bác nhá. Bây giờ tôi sẽ cho vào rang để tóc nước khoảng một chút xong sẽ rang các bác nhé. Đây thì các bác tin tưởng thì hãy cứ đặt hàng qua chúng tôi. Xem nét hơn một chút cho các bác nhìn. Đấy. Rồi. Các bác có nhu cầu thì đặt hàng qua cái số điện thoại đang hiện trên màn hình nhé. Ở đây giới thiệu các bác đây này, con bồ củi các bác đặt sẵn rồi ngâm đây. Tôi chỉ ngâm đây một khách hàng đặt tôi 300 con, tôi đã ngâm ở trong rượu này, nóng hộp và gửi cho các bác nhé. Đấy, đây là ngâm. Đấy, nha. Rồi, đấy, ngâm rượu xong là gửi luôn cho các bác đấy. Rồi. Rồi, đây là con bồ củi đấy nhé. Các bác chuẩn bị một cái chảo, một cái vung nữa. Các bác cho con bồ củi lên này. Rồi, con mục củi đã sẵn sàng rồi nhé, các bác đậy vung lại. Rồi, sau đó các bác bật lửa nhé. Đấy, các bác sẽ nghe rõ cái tiếng nó lách tách đấy.
một củi đang được rang các bác nhé. Rồi bây giờ mở vung ra rất nhiều con nó sẽ bảy nhảy ra. Bác phải đợi một tí. Trong lúc tôi chờ đợi ra con một củi này thì cũng giới thiệu các bác là thêm là cái đây là cái bình rượu vừa nãy đã nói các bác ấy. Thì các bác đặt một số cái con bột củi thì các bác muốn ngâm sống. Ngâm sống thì đây là chúng tôi sẽ rửa sạch sơ chế rồi để dốc nước rồi cho một ít rượu vào đây ngâm rồi gửi cho các bác không. Đấy. Nhiều bác thì cứ nghi ngờ là bảo là sợ chúng tôi bị cắt cái rượu ra, nhưng mà cái rượu này thì thế thật là các bác là ngâm cái này phải ngâm 100 ngày mới dùng được. Thế mà mỗi đợt bột củi mới về tôi ngâm xong 1-2 hôm là sẽ gửi ngay cho các bác, thì cái chất nước này nó chưa thể ra được. Cho nên các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của con bột củi. Các bác muốn ngâm rượu mà đặt chúng tôi ngâm, cơ sở chúng tôi thì có địa chỉ rõ ràng tại số nhà 46 hẻm 34/232/18 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bác nào có muốn có nhu cầu mà đến tận nơi đặt hàng của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng giới thiệu thêm các bác là ngoài cái sản phẩm con bột củi này ra thì chúng tôi cũng có rất là nhiều các cái đồ ngâm rượu khác, ví dụ như những thang 5 vị, thang 8 vị, thang 12 vị và cả những cái bình tín khẩn. Đây con bột củi đã chung là đã chết rồi đây các bác rồi. Đó, bây giờ các bác có thể mở vung cho các bác đảo đều. Các bác đảo đều với một cái lượng lửa nhỏ trong vòng 10 cho đến 15 phút nhé. Các bác đừng để lửa to quá. Để to quá các bác đảo không đều được, nó cháy rất là một củi này. Rồi. Trên mạng thì hiện nay cũng có một số cái thông tin nói rằng dùng cái con bột củi sống nướng lên thành than rồi cho vào cốc rượu, nhưng mà cách đấy thì chúng tôi cũng chưa thử, nhưng mà tôi nghĩ rằng các bác có thể lấy con rang rồi thì các bác nướng lại các bác thử thôi, không vấn đề gì. Rồi tôi đang rang con bột củi các bác nhé. Nhân tiện đây tôi cũng giới thiệu thêm cái bình tín khẩn cho bác xem. Rồi đây là cái bình tín khẩn các bác nhé. Đấy. Đây các bác nha. Đây. Đấy. Bình tín khẩn đây các bác này. Rồi thì nó gồm các cái bình này đã được người dân bản xứ người ta xếp thành các vị rồi. Trong đó thì các có cái vị như là vị đa rừng này. Rồi một số vị thuốc khác nữa. Đấy. Thì các bác cũng muốn mua cái bình tín khẩn này thì tôi chỉ giới thiệu qua thôi, thì đó cũng đặt hàng qua số điện thoại đang hiện trên màn hình các bác nhá. Bây giờ tôi sẽ tạm dừng cái video một chút để tôi rang, bởi vì rang nó hơi lâu, các bác xem hết thời gian thì nó quá lâu. Rồi thưa các bác, ở bộ củi bây giờ tôi đã rang xong rồi, qua thời gian gần 15 phút rang con bộ củi này các bác nhé. Rồi thì sau khi có rang xong ấy thì các bác thấy nó có cái mùi rất là thơm, đặc trưng của cái mùi thơm đặc trưng của con bộ củi nhé. Rồi sang xong rồi thì bây giờ các bác sẽ tắt bếp. Sau đó là các bác sẽ hạ thổ xuống nhé. Cách hạ thổ thì đơn giản lắm, các bác cứ để cả cái khay này xuống đất hoặc đổ ra một cái khay khác xuống dưới đất được. Ở đây thì tôi sẽ làm các bác xem. Đây các bác nhé, đây các bác sẽ để cái này xuống dưới đất là xong. Ánh sáng là tôi nó hơi tối tí thôi nha. Rồi thì sau khi con bột củi để dưới này nó nguội xong rồi thì tôi sẽ đóng hộp là cho các bác yên tâm về chất lượng con bột củi. Chúng tôi xin khẳng định với các bác là tôi gửi con bột củi hoàn toàn từ con bột củi sống rang lên và gửi cho các bác tin tưởng thì đặt hàng chúng tôi qua số điện thoại 0932340345 đang hiện trên màn hình của các bác nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.